Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá tối muộn ngày hôm nay 12 tháng 9 với những thông tin nổi bật sau đây. Nhìn Việt Nam đánh bại Palestine, báo tàu cám cảnh, đã lâu rồi chúng ta không được ăn mừng như Việt Nam. Hoàng Đức, phương án thú vị của huấn luyện viên Philippe Chaudier. Huấn luyện viên Philippe Chaudier đón tin không thể vui hơn từ hậu vệ số 1 tuyển Việt Nam. Mời các bạn cùng đón nghe. Hoàng Đức, phương án thú vị của ông Philippe Chaudier. Các bạn thân mến, ngày hôm qua trong trận giao hữu gặp đội tuyển Palestine, Nguyễn Hoàng Đức đã thể hiện được đẳng cấp của cầu thủ xuất sắc nhất tại V-League 2023, thậm chí là mang sự linh hoạt chiến thuật thú vị cho đội tuyển quốc gia. Khi đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm sở trường thì Hoàng Đức vẫn có nhiều tình huống chuyền bóng cực kỳ ấn tượng, như cái cách anh tung đường chọc khe thông minh cho Công Phượng băng xuống dứt điểm gọn gàng để mở tỷ số của trận đấu diễn ra ở phút 61, hay như là pha ở phút 65, Hoàng Đức thực hiện cú dứt bóng rất vừa tầm, tạo điều kiện cho tiền đạo Phạm Tuấn Hải băng xuống đối mặt với thủ thành của Palestine. Đáng tiếc là tiền đạo của Hà Nội FC lại dứt điểm không thành công. Đó là hai trong số những đường chuyền nổi bật của Hoàng Đức. Ngoài ra, tiền vệ này còn có nhiều pha chọc khe thông minh cho Tuấn Hải hay là Văn Toàn băng xuống. Sự có mặt của anh cũng giúp cho tuyến giữa của tuyển Việt Nam trở nên mượt mà hơn. Hoàng Đức đã khiến cho người hâm mộ hài lòng như cái cách anh thường xuyên làm ở những trận đấu trước đó. Đặc biệt, ở 45 phút đầu tiên, anh còn mang lại những tín hiệu tích cực trong cuộc thử nghiệm thú vị của ông Philippe Chaudier. Trước đối thủ Palestine, Hoàng Đức xuất phát với vai trò trung phong cắm. Chiến lược gia người Pháp đánh giá cao cậu học trò ở khía cạnh như là thể hình, khả năng tì đè, xoay sở tốt trong phạm vi hẹp và dứt điểm tốt. Dù chưa thể giúp cho đội tuyển ghi bàn trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1, nhưng Hoàng Đức cũng kịp thể hiện được nhiều điều. Anh thường xuyên lùi sâu để nhận được chuyền xuyên tuyến từ trung vệ để trở thành trạm trung chuyển cho các vệ tinh ở xung quanh. Những bước di chuyển của tiền vệ câu lạc bộ Viettel đã mở ra nhiều phương án tấn công. Khi anh lùi về thì các cầu thủ tấn công khác như là Quang Hải, Tuấn Hải hoặc là hai hậu vệ biên như là Tiến Anh hay là Tấn Tài chắc chắn là sẽ có khoảng trống để băng lên. Tùy theo những bước di chuyển của đồng đội mà Hoàng Đức sẽ trả về cho tiền vệ trung tâm như là Tuấn Anh, Hùng Dũng hoặc là tự mình giữ bóng, dùng khả năng qua người rất dẻo của mình để loại bỏ đối phương rồi chọc khe vào các khoảng trống để lộ ra. Một trong những tình huống điển hình diễn ra ở phút 36, nhận bóng từ giữa sân, Hoàng Đức chọc khe khéo cho Tiến Anh ở biên phải. Cùng lúc đó thì Tuấn Hải băng lên và xâm nhập vòng cấm địa. Tiếc là đường căng ngang quyết định của Tiến Anh lại bị đối thủ ngăn chặn. Ngoài ra, Hoàng Đức còn một số tình huống dứt điểm đáng chú ý khi xâm nhập vòng cấm. Chất lượng mà anh để lại là khá tốt nhưng các hậu vệ của Palestine cũng đã chơi lan xả. Nếu phải so sánh màn trình diễn của Hoàng Đức trong hai hiệp đấu thì đương nhiên là cán cân sẽ nghiêng về vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên thì Hoàng Đức đã chơi không hề tệ khi đảm nhận vị trí tiền đạo cắm và thực tế là vận hành như là một số 9 ảo. Đối với người luôn thích sự đổi mới, sự linh hoạt về chiến thuật như ông Philippe Chaudier, nhiều khả năng Hoàng Đức sẽ tiếp tục được thử sức ở vai trò mới. Khi đã nhuần nhuyễn thì anh hoàn toàn có thể tỏa sáng và tạo ra sự khác biệt ở từng thế trận với từng đối thủ khác nhau. Nhìn Việt Nam đánh bại Palestine, báo tàu cám cảnh, đã lâu chúng ta không được ăn mừng như Việt Nam. Các bạn thân mến, truyền thông Trung Quốc một lần nữa lại đánh giá cao tuyển Việt Nam, đồng thời thì cũng tỏ ra ngán ngẩm cho đội nhà. Trang 163.com lại một lần nữa phải dành giấy mực để khen ngợi chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Palestine ngày hôm qua với tỷ số 2-0. Hãng truyền thông này cho rằng là Việt Nam và Palestine là không chênh lệch về thực lực, nhưng khả năng nắm bắt cơ hội chính là yếu tố tiên quyết giúp cho Việt Nam giành chiến thắng. Việt Nam vừa trải qua trận đấu khởi động với Palestine. Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đứng hạng 95, còn Palestine hạng 96. Phải nói rằng hai đội có thực lực là ngang nhau. Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội cực tốt để mở tỷ số trong hiệp 1, nhưng đến hiệp 2, họ đã phát huy sức mạnh và ghi hai bàn thắng liên tiếp. Cả hai bàn thắng này đều rất đẳng cấp, thể hiện khả năng nắm bắt cơ hội tuyệt vời của đội tuyển này. Trang báo của Trung Quốc cũng tường thuật lại những diễn biến chính của trận đấu, sau đó thì đưa ra bình luận cho rằng Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt và có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội mạnh ở khu vực Tây Á. Trước trận này thì Palestine và Việt Nam chưa gặp nhau ở một giải chính thức, mà mới chỉ gặp nhau một lần thuộc khuôn khổ ở giải giao hữu năm 2014. Khi đó Việt Nam thua 1-3 tại sân nhà. Tuy nhiên 9 năm trôi qua và Việt Nam đã có những sự thay đổi lớn lao. Đội tuyển này hiện tại đã có đủ khả năng cạnh tranh với những đối thủ rất mạnh về thể hình và thể lực đến từ Tây Á.
Trong phần cuối thì hãng truyền thông của Trung Quốc khen ngợi bầu không khí cổ động của người hâm mộ Việt Nam tại sân Thiên Trường, đồng thời thì bày tỏ sự ngao ngán với đội nhà. Trang này bình luận: Việt Nam đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 2-0. Nhìn các cổ động viên của Việt Nam ăn mừng cực kỳ cuồng nhiệt trên khán đài. Hãy thử nghĩ xem bao lâu nữa chúng ta, những người hâm mộ Trung Quốc mới được ăn mừng vui sướng như thế này. Còn nhớ cách đây ít ngày thì truyền thông của Trung Quốc cũng tỏ ra thất vọng khi đội nhà đã bị đội tuyển Malaysia cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay tại sân nhà, cũng thuộc khuôn khổ giao hữu. Kết quả này khiến cho một số tờ báo của Trung Quốc đã bày tỏ mối lo rằng đội tuyển Trung Quốc sẽ để thua Việt Nam trong trận giao hữu tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Huấn luyện viên Philippe Chuzier đón tin không thể vui hơn từ hậu vệ số 1 tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, hậu vệ Văn Hậu có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng không thể lên tập trung ở những ngày vừa qua khi hậu vệ sinh năm 1999 này đã bị đau gót chân và được ông thầy người Pháp Philippe Chuzier chấp thuận cho ở lại câu lạc bộ theo phác đồ điều trị. Theo thông tin mới nhất, Đoàn Văn Hậu đã có thể ra sân thi đấu. Ngày 15 tháng 9 tới đây, Văn Hậu sẽ góp mặt ở một trận đấu từ thiện thuộc dự án Bóng đá vì nụ cười. Ngoài ra thì trận đấu này còn có sự góp mặt của một số tuyển thủ đội tuyển quốc gia như là Hoàng Đức, Văn Thanh, Hồng Duy. Các ca sĩ như là Phương Thanh, Phạm Anh Khoa hay là Hoàng Bách cũng tham dự sự kiện này. Ban tổ chức quyết định trận đấu giao hữu từ thiện nhằm mục đích mang đến nụ cười cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại tỉnh Hòa Bình. Ngoài sự trở lại của các cầu thủ sau quãng nghỉ thì trận đấu giao hữu trước mùa giải cũng sẽ chứng kiến lễ ra mắt tân thuyền trưởng của câu lạc bộ Hòa Bình FC là Phạm Thành Lương. Trận so tài ở sân vận động tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn khi mà các cầu thủ của Hòa Bình FC đối đầu với câu lạc bộ Athletic United FC cùng các tuyển thủ quốc gia như Văn Hậu, Hoàng Đức, Văn Thanh hay là Hồng Duy. Bằng nỗ lực, nhiệt huyết và cống hiến của tất cả các thành viên, những hành động nhỏ sẽ mang lại ý nghĩa lớn, tiếp thêm động lực và tinh thần để giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống. Hòa Bình FC cùng với ban tổ chức cũng hy vọng là sẽ được đón tiếp đông đảo người hâm mộ đến xem và cổ vũ trận đấu. Trang chủ của câu lạc bộ Hòa Bình đưa ra thông báo. Các bạn thân mến, Hòa Bình là đội đang thi đấu ở dạng nhất quốc gia. Mùa giải vừa qua, Hòa Bình xếp thứ tư chung cuộc trên bảng xếp hạng, đứng sau Quảng Nam, PVF Công an Nhân dân và Long An. Hòa Bình FC cũng có sự thay đổi ở thành phần ban huấn luyện. Huấn luyện viên Phạm Thành Lương sẽ thay cho huấn luyện viên Quốc Vượng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.